Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thoa Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra với những kịch bản khó lường. Sau hai lượt trận, cả bốn bảng đấu đều chưa xác định được đội bóng nào giành vé sớm. Do đó, những tấm vé vào vòng tứ kết Olympic Tokyo 2020 sẽ chỉ được xác định sau lượt trận thứ ba. Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 hôm nay, ngày 28 tháng 7, Brazil sẽ so tài với Saudi Arabia. Đội bóng đã chính thức bị loại vào lúc 15 giờ chiều nay. Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng D với 4 điểm nên chỉ cần không thua Saudi Arabia, đại diện của Nam Mỹ sẽ giành vé đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ còn lại của bảng D là màn so tài giữa Đức với bờ biển Nga. Hiện tại, cỗ xe tăng đang có 3 điểm sau 2 lượt trận, đứng thứ 3 ở bảng đấu. Nếu muốn tự quyết định số phận của mình, Đức buộc phải thắng bờ biển Nga mới có vé đi tiếp. Ở khung 15:30 là các trận đấu của bảng B. Sau 2 lượt trận, cả 4 đội bóng của bảng B đều có cùng 3 điểm. Hàn Quốc đang tạm dẫn đầu nhờ hiệu số tốt nhất. Honduras xếp thứ 2, New Zealand đứng thứ 3 và cuối cùng là Romania. Theo lịch thi đấu thì Hàn Quốc sẽ đối đầu với Honduras, còn Romania sẽ gặp New Zealand. Cả hai trận đấu này đều là những trận chung kết của bảng đấu và nếu đội bóng nào sai lầm sẽ phải trả giá đắt và phải về nước sớm. Vào lúc 18 giờ sẽ ra hai trận đấu giữa Tây Ban Nha với Argentina và Australia với Ai Cập tại bảng C. Cục diện của bảng C cũng rất căng thẳng. Tây Ban Nha có lợi thế lớn nhất khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Các vị trí tiếp theo là Australia, Argentina và Ai Cập. Do cả 4 đội đều có cơ hội giành vé đi tiếp nên hai trận đấu này cũng được dự đoán hấp dẫn kịch tính không kém, đặc biệt là trận đấu giữa Tây Ban Nha với Argentina. Loạt trận đấu muộn nhất là các trận đấu tại bảng A diễn ra vào lúc 18:30 khi Nhật Bản đấu Pháp và Nam Phi so tài với Mexico. Nhật Bản dù có 6 điểm sau 2 lượt trận và đang dẫn đầu bảng nhưng vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Nếu như thua Pháp thì họ vẫn có nguy cơ bị loại. Do đó, nước chủ nhà của Olympic Tokyo 2020 cần giành ít nhất 1 điểm để chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, cửa đi tiếp của Mexico rất sáng khi họ chỉ phải gặp Nam Phi, đội bóng toàn thua 2 trận đã qua ở lượt trận cuối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu này cũng như các đội bóng sẽ giành vé vào vòng tứ kết? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.